Rồi, ich bin wieder da. Alex, xin video ok. Chú không nghe chú đâu Duy nói lại xem Duy. Hồi tờ hà bờ ít cài là bài bài ít Northern Phone Việt Nam Ryzen Riser Rồi. cài ít hà bờ cài Northern Phone Việt Nam. Adventure của Thrasher. Mấy đứa thấy này gì không? Thấy biết này gì không? Thầy biết Cái này không? nút như thế này, cái nút là hạt gì vậy? Nghe. Hạt gì vậy? Hạt điều quá, hạt điều quá. Cái nút đúng không ta? S nốt đó là B nốt là tiếng Anh. Học điệu là gì con nhân hỏi chat GPT á, chat GPT á chú cũng quên rồi. Anh Duy á. Anh Duy anh nói là rất rõ ràng nhưng mà con vẫn chưa hiểu ha, hả Thùy, hả Trinh có hiểu không? Trinh hiểu không Trinh? Dạ, chưa. Giờ bạn Duy nói chậm lại chút xíu, nói bự hơn chút xíu, rồi nói từng câu một. Các bạn chưa nghe quen hai câu liền ha Duy ha, nói câu một trước đi. Have a big kind of Rồi 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 được được rồi được rồi được rồi, Trinh đang học cái mẫu từ vai rồi, câu một đó rồi Trinh hiểu chưa? Dạ rồi chút. Thầy hiểu không? Dạ, vai thật, vai thật. Rồi đó, bây giờ là anh ấy nói cái mẫu câu vai nè, cái mẫu câu mà Trinh vừa mới học xong đó nghe Trinh ha, thì cũng biết mẫu câu này rồi. Rồi bây giờ anh Duy nói tiếp mẫu câu 2, câu 2 là câu chính nè. In Northern Phone Việt Nam Chrysler. Rồi ngưng. Rồi hiểu chưa? Thì thấy chớp chớp mà không nói gì có hiểu không? Sao thế? Ý là kiểu kỳ nghỉ ở Việt Nam á chúng. Ý là sao ta? Ngày nghỉ hả? Bây giờ câu 1 có hiểu sao? Câu 1. Là hôm nay anh ấy không đi làm bởi vì anh ấy no đình in Việt Nam ra tờ. No đèn là cái gì? Nãy chú nói no đình là gì mà con về cái sở mất tiêu rồi. Bây giờ Austin là cái gì? Austin là Austin. Austin đó hả? Austin là cái gì? Bây giờ not ha, bây giờ not đèn, bây giờ suýt, suýt đèn. Bây giờ not, bây giờ ngược lại câu not là suýt. À rồi, con biết rồi, là miền Bắc Việt Nam á hả? Là hôm nay đi du lịch miền Bắc Việt Nam á hả? Rồi bây giờ hiểu ra rồi đó, tại vì con ít dùng cái từ north, ít dùng những cái từ đông tây nam bắc nên con không biết north đèn. North đèn là thuộc về phía bắc, north đó là hướng bắc, nhưng mà north đèn đó, nó thêm chữ n vô đằng sau á là thuộc về phía bắc, cho nên dùng north đèn. Xuyến đèn á, suýt đèn á là thuộc về phía nam, Ostend á là thuộc về phía đông, còn West End á, thuộc về phía Tây hả? Nó có chữ N ở đằng sau là nó thuộc về ha. Bây giờ ổn chưa? Giờ thấy cái mẫu cơ vai anh ấy sử dụng chưa? Đấy là Trinh vừa học xong là có người nói luôn. Giờ Trinh thấy ổn không?
Dạ, hiểu. B1 không ai nói bài đâu, B1 à, nói tích nó không biết được. Rồi, bây giờ cậu Duy nói tiếp kìa. Hồi nãy Thùy hỏi là V is that vector Hoyter đó. That's better here is you can buy it in the east. Let's have dragon. Rồi, bây giờ anh đã nói liền ba câu một lúc. À, bây giờ hỏi Trinh trước nè. Câu 1, anh ấy nói gì? Câu 1 á. Câu 1 của ba câu liền lúc á. Dạ chưa nghe, chưa nghe bà nói lại. Vida Holland Nokma Peter Duy. Rồi, cái đó nói hai câu luôn. Giờ bây giờ câu 1, con nghe lại biết gì chưa Trinh? Đó, bạn đi tàu Việt Nam bên trong. Hồi nãy là hai câu đầu bạn ấy nói là con cũng hiểu rồi, là bạn ấy đi đi ra miền Bắc đi du lịch. Thì Thùy hỏi là cái thời tiết ở đó như thế nào, thì bây giờ là ba câu sau này là bạn ấy nói về thời tiết ở đó. Còn con hiểu được gì không? Dạ chưa. Thùy hiểu được gì không? Hai cái câu cuối bạn nói nhanh quá, cái con không nghe được. Con chỉ nghe gì để sắp vô đó cái gì gì đó. Rồi bây giờ nói chậm lại chút xíu Duy. Nói chậm lại. Là nói lời ba câu mà nói chậm. À, bây giờ nghe kỹ nha, các con nghe kỹ. Nghe đừng nhớ, đừng nghe từ mà hãy nghe câu ha. Nghe thoáng thoáng cái từ thôi, phải Ba tập. câu thời tiết. Ừ, nói lại ba câu thời tiết. Ừ, ba câu thời tiết sao á. Northern on Việt Nam. Is that you can buy it in fact dragon the the fan like biết cái không gì ai không, biết cái gì không Thùy? Thùy biết cái gì không? Brina Đúng rồi, đúng rồi. Ăn nó giống cái, Brina ăn nó giống giống trái ổi mình đó, giòn giòn ngọt ngọt giống giống trái ổi mình đó, nhưng mà nó không thơm bằng trái ổi. Rồi Trinh nghe được không? Chưa Thùy nghe nổi không? thôi. Anh thì nó nói là anh ấy kêu là miền Bắc Việt Nam của Việt Nam thì nó quá lạnh, xong rồi cái gì mà đặc biệt là quần áo mới lạnh nữa hả, rồi im bét gì nữa kìa. À, thì con nghe được thoáng thoáng vậy được rồi, nhưng mà anh ấy có nói một câu về bốn mùa đó, con nghe được ra cái từ mùa gì không? Golden Sea Bitter Lang Lam Dragon Green Rồi Trinh nghe kỹ lại luôn nha. Rồi bây giờ Duy nói là chậm lại đi. Northern Corn Việt Nam is there can by winter is that dragon person and banan kalai dung sumpai pia
Spike be an sucker and test him and survive in Alexa. Thầy nghe nghe ra được chưa? Có hết hả chứ? Thầy mà không nghe ra là Trinh cũng tịch luôn á. Nghe ra được chưa? Đấy là nó có chữ hết. Mới đúng nữa. Nó có chữ hết gì đó. Lúc đầu nghe được lúc đầu anh nói gì thời tiết lạnh mà. Còn lúc sau nghe không rõ, bạn nói giọng hơi trầm á, hơi khó nghe. Đúng rồi, Duy nói rất là trầm, nghe rất khó mà có nhiều từ á, Duy nói nó không rõ ràng, tại vì vừa trầm mà vừa không rõ ràng, giống như là dắt kênh là biệt lại đung rồi đó. Nếu mà nói riêng từng từ như vậy các bạn sẽ hiểu biệt lại đung là gì. Từ là Trinh anh lại đung quần áo đó chứ. Anh ấy dùng là van den lại đung. Van den là gì, động từ van den? Ấm. Không, động từ van den không phải là ấm, ấm là van. Động từ van den á, khi mình leo núi á, mình mà leo núi hay gì á là hay dùng động từ van den. Bây giờ Duy chịu khó nói lại lần nữa, nói chậm chút xíu mà nói to to lên, đừng nói trầm xuống là mấy bạn rất là khó nhận nhận ra cái từ đó. Inventor chứ phải Divester. Vai S Vai S Winter East. Dragon Basement Van Len Lightum Bài kia Tucker Hoon Van Len Ham Which Writer Sum Bài Spear Yucker Order Van Den Ham Own Survivor. Đấy, anh ấy nói nhưng mà kiểu cái từ chữ âm, những cái danh từ anh ấy nói nó không rõ nên các con không nhận diện ra được. Như anh ấy dùng cái từ Winter mà nó dùng Vesten, nó không đúng rồi. Phải là Winter. Winter là gì hả Trinh? Mùa đông á chứ. Anh ấy nói là Das Wetter in North Vietnam is sehr kalt. Rồi, chú nói là dễ hiểu chưa? Dạ. Vài S. Ba lần mới biết bạn nói là từ khai á, mà bạn đọc nghe anh nói giống từ khai. Đấy, anh ấy phát âm không có chuẩn. Kalt nó phải là nặng xuống, còn khan nó nhẹ hơn. Khan là K-A-N-N, còn kalt giống như VI vậy đó, VI Bistu ấy. Đấy là mấy mà A có L với T á, nói nghe rất nặng. Thay. Nhưng mà các con á, khi mà mình nói về thời tiết các con phải đoán, đúng không? Và Đức cũng vậy, người Đức họ nói còn nhanh hơn nữa, mình phải đoán. Mình đoán được ra cái từ thay, các con biết à, họ nói là lạnh, đúng không? Đó, mình phải đoán ha. Lúc mới qua mình nghe chưa quen hết, mình đoán nhiều lắm. Bây giờ chú nói lại như vậy nghe nghe rõ chưa? Chú nói là như vậy là hiểu chưa? Còn một câu cuối nữa, giờ chú chỉ nói hai câu đó thôi. Das Wetter in North Vietnam is sehr kalt, weil es Winter ist. Hiểu không Trinh? Về mùa đông thì gì á chứ. Lúc
sao thì nghe là đét hát về van đành dắt cờ rồi van đành em rồi gì đó. Unsurvivor. Unsurvivor, cái từ này bữa hổm chú có chỉ các con một lần rồi, sợ quên rồi. Thùy, con gái hay mau quên. Còn nhớ không? Unsurvivor. Là nhiều nữa, là nhiều rất là nhiều cái nữa, sao mà quên được cái từ đó là mình không dịch ra là nhiều cái nữa mà mình dịch ra là vân vân thì viết vân nó kiểu gì? viết tắt của nó là chữ U này, chấm cái này chữ S xì nè, chấm cái là chữ V, chữ phao á, là người viết ha, người Đức cũng hay viết vậy đó ha. Unsurvivor họ cũng nói mà họ cũng viết trong văn viết cũng viết vậy đó, ha, vân vân. Tức là cái câu cuối bây giờ thì đoán được chưa? Cái câu cuối là con nghe cái gì mà phải mang theo cái giác khờ rồi mang cái hiểm rồi vân vân nữa để giữ ấm cơ thể này. Đúng rồi đó, đó là câu cuối đó, anh ấy ý anh ấy nói vậy đó, nhưng mà tại vì cái âm anh ấy phát nó không có chuẩn, mà anh ấy nói nó cũng không phải là cái chuẩn của câu người Đức nói, nhưng mà mình phải đoán không, tại vì các con phải tập đoán đi ra. Qua bên Đức mình cũng gặp nhiều người nước ngoài cũng cỡ cỡ tuổi mình cũng đi học nghề, họ cũng sẽ nói kiểu kiểu vậy đó, nói cũng không không chuẩn tiếng Đức, nói cũng kiểu kiểu vậy, giống như chú cũng nó sẽ nói kiểu kiểu vậy thôi, nhưng mà mình vẫn hiểu được là được rồi. Giờ là Trinh với Thùy nắm rõ cái ý của anh ấy ở chỗ này chưa? Dạ được. Anh ấy dùng mẫu câu vai không là Death nói Việt Nam is Zeka is, anh ấy dùng mẫu câu vai đó đó Trinh, vai đó vai SSZ vai vai Winter is đề sáp, anh ấy dùng xong mẫu câu vai xong anh ấy quất thêm cái mẫu câu đề sáp vô nữa. Con có thấy, con có nghe ra vậy không? Trên có nghe kịp không? Dạ, nghe từ đó mà lại không biết từ đó. Không biết những từ xa cho nên không không biết tại sao lại có đề sáp không? Anh nói là tại vì anh ấy nói là thời tiết ở ngoài miền Bắc thì lạnh vì là đang là mùa đông, đề sáp á, cho nên là đi besonen, lẽ ra anh ấy không dùng, không nên dùng besonen. Bữa hổm chú có chỉ các con cái sự khác biệt giữa besonen với lại loiter rồi, lẽ ra anh ấy phải dùng là loiter mới đúng, nhiều dùng besonen ở đây nó không có đúng. Besonen á là chẳng hạn là mình ám chỉ một cái gì, chẳng hạn là vi bao nhiêu, có bao nhiêu đồng nghiệp, có bao nhiêu người làm ở trong công ty, có bao nhiêu bạn ở trong lớp mới dùng besonel. Đấy, còn mình nói là loiter là nói chung chung, còn besonel là nó đã chỉ một cái nhóm người rồi. Đấy, một nhóm người chỉ định rất rõ ràng. Còn loiter là nói chung 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 chung. Đấy, cho anh ấy mới dùng besonel, tại vì anh ấy chưa quen dùng loiter, ở đây phải dùng là đề sáp đi loiter. Đó. Mới là đi cái gì dắt cơ rồi hem mới là phải mặc những đồ ấm đó. Bởi vì cái câu của anh nói nó không có, nó không rõ ràng, nó không chuẩn lắm, cho nên các con lẩm cộng, cái người nghe quen như chú thì biết, còn các con nghe chưa quen á thì phải cần cái người nói chuẩn á thì nghe nó tốt. Nhưng mà kệ, mình cứ tập nghe, chủ yếu mình nghe với lại mình nhớ được thêm nhiều từ ha. Anh ấy dùng rất là nhiều từ ở B1 ha. Rồi bạn Duy đang đang được hưởng, đang được hưởng ha, làm cực giờ được hưởng. Hưởng gì kể tiếp đi bạn Duy. Is Essen in Hà Nội. Hà Nội order. Who Hà Nội, Hà Nội have yellow delicat unspecified flies? xs bún chả Hà Nội in in thành phố hàng đầu in in với hàng đầu un un sau anh ai biết chân ai cũng chân nào
Di tích là gì quên. Cái gì? Di tích lịch sử. Bị city game đó hả? City game à? Là quên cái từ đó. B city gain là danh từ, còn B suốt là động từ. B suốt hay là động từ? City gain là động từ, còn B city gain là cũng là động từ. B suốt hay là động từ, còn B suốt không là danh từ. Con dùng cái từ nào cũng được, dùng B suốt cũng được, dùng B city gain cũng được. B city gain nghĩa là tham quan, còn B suốt á nghĩa là tới thăm. Đó. Ha. Thì mình ở đây mình đi du lịch á. Cái danh lam thắng cảnh di tích lịch sử gọi Đúng rồi, đó. Sehen vô địch khai ten. Đó là những cái mà chỗ nhìn anh ấy dùng động từ sao en á, hồi nãy các con có nghe thấy không? Sao vậy, con nghe hành gì mà hồi nãy giống chú nói là nước sốt á, con liên tưởng đến chữ đó. Liên tưởng tới từ nước sốt ăn, tại vì anh ấy đang nói ăn uống nghe nghe thèm. Sao hen, anh ấy nói sao hen tức là anh ấy ngắm á, nhìn ngắm đó. Tùy ngắm loài bệnh là loài bệnh là đi bó thần vô địch khai thần cái gì đó. Xế hen vô địch khai tên, con viết lên cho anh xem kìa. Ok, Trời ơi, bạn tiên này chắc bạn ấy ăn phải là 3-4 tô phở á, giống như cái chị mà các con có coi cách đây là 5 năm mà bạn muốn hẹn hò mà ăn 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 3 tô phở không? Có biết cái chuyện đó không? Tiên ăn no chưa? Ăn chứ phải 3 tô à. Ăn ăn được mấy tô phở à, mấy tô hủ tiếu, ăn được mấy tô? À, hỏi tên nu rice, kai nu rice, ban nu đề, super. Nó ai mà? Hỏi tên is to rice, nix rice, ban nu đề, super. Our mid flight on a flight. Flash, Ừ. Fries là chung chung thôi, thì con chú đâu có biết ăn con ăn thịt gì, chú hỏi là con, tại vì con nói là con ăn với là canh rau đó. Thì chú hỏi là con có ăn với cái thịt gì không, ăn cơm có ăn với thịt gì không, thịt kho dạng thịt kho hay thịt xào hay gì đó, để con nói con ăn cơm với canh rau thôi. Chú hỏi là mid fly tofu, tofu là đậu hũ. Bistu vegetarian. Người anh trai á. Ừ. Nãy nãy người anh trai là gì? Vegetarisha. Nó là nai is vegetarisha. Nice binic về vegetarian. Vegetarisha, VVK. Tiếng tiếng Anh nó tiếng Anh là vegetable là rau đúng không? Tiếng Đức là nó lai lai vegetarisha là người người chỉ ăn rau, dịch ra tiếng Việt mình là người ăn chay. À bà hỏi tờ is to kind of flesh. Dạ.
Hỏi tao biết sự việc cái tao đấy sao? Nói anh thác. Hỏi tao biết sự việc cái tao đấy sao? Phua ai nên thác? Nay bạn không phải là người anh trai đâu. Đúng rồi, hôm nay là bạn ăn chay chỉ cho một ngày hay thôi. Heute bist du vegetarischer für einen Tag. Hôm nay là bạn có phải là người ăn chay, cái loại ăn chay ngày đó. Ở Việt Nam mình có ăn chay trường nè, ăn chay tháng nè, ăn chay kỳ nè. Thì con là dạng ăn chay kỳ đó, tức là hôm nay ăn ngày thôi đó. Heute bist du vegetarischer für einen Tag. Tại vì thác là đe. Là chú nói là vậy con có phải hôm nay là ăn chay kỳ không? Tức là ăn mỗi ngày hôm nay không đó? Nay it's a habit, it's a flash get essence out. Không, con nói heute is to out, heute has to out fly get essence. Heute ist auch Fleisch gegessen. Heute habe ich auch. Con phải thêm động từ habe vô nữa. Nếu mà con đã dùng perfect của động từ essen thì phải có động từ habe vô thì nó mới hình thành cái. Nếu mà mình nói như vậy người ta vẫn hiểu. Văn nói thì nó không cần đúng lắm ha. Nói người ta hiểu được rồi. Nhưng mà mình đang học, mình cố nói cho đúng ha. Con nói thiếu động từ habe vô. Giờ con nói lại đi. Heute habe ich auch Fleisch gegessen. Was für Fleisch? Thịt heo, thịt bò, thịt gà. Bữa hổm chú có chỉ các con trong một buổi học rồi á. Không biết bữa đó Tiên có tham gia không? Dạ, cái là lần trước đó con là swine flesh, flesh. Đúng rồi, đó là thịt 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 con gì Trinh biết không? Swine fly, thịt con gì hả Trinh? Swine flesh. Trinh biết thịt swine fly hả? Con gì? Con này mình hay ăn đó chị, hầu như hồi nãy chị cũng mới ăn luôn á. Chị ăn cái gì mà cái gì đó. Từ từ rồi bạn bạn Duy viết lên rồi nè, Spino Fly. Con mình phải biết con đó là con gì á thì mình người ta ghép cái chữ thịt vô là thành thịt con đó. Bây giờ phải ôm lại cho Trinh chút xíu nè. Con gà gọi là con gì hả Trinh? Con biết thịt gà hen sành mà không biết con gà. bữa giờ học có thịt gà không có con gà. Rồi, thôi thì nói thịt gà đi. Nói thịt gà là thịt gì? Hen sành đúng không? Hen sành là con gà mái tơ. Ừ, con gà người Đức nói chung chung là con hun. Nó phát âm giống giống con chó ha. Nhưng mà nó hun. Con chó là hunt. Đấy, con gà này Duy hay Thùy viết lên đi, con gà là hun. Đâu Trinh nói đi cho quen cái miệng. Hun. Hun đọc giống con chó hay chú hun? Giống con chó nhưng mà nó viết nó không có cái dần d ở phía sau con chó có dần d. Thì cái dần d nó đọc nghe nhẹ thành cái âm t. Con chó là hunt. Đấy, con gà là hun. Đó. Tại vì á là nó chữ H U là H N đó là hun. Hun là con gà thôi chứ phải thịt gà. Winner fly mới là thịt gà. Thịt gà, that's hun đó, thì viết là hun. Rồi viết luôn con chó đi cho thấy
hai cái con nó viết giống giống nhau nhưng mà nó đọc không đọc nghe giống giống nhau nhưng mà viết khác nhau, đó đe hun đấy ha. Nhưng mà qua Đức đừng có nói mình ăn thịt chó nha, chính quyền nó bắt à, chú cũng không ăn thịt con đó đâu á, nhưng mà nhiều người họ thích ăn á, chú không có ăn. Qua Đức á mà nói chuyện với người Đức á mà hỏi á, bạn có ăn thịt chó không á, nó không nha, đừng nói mình ăn là họ có ác cảm với mình lắm á. Bởi vì á con chó con mèo là những con vật nuôi trong nhà, là thú cưng của họ đó, mà nghe nói mình ăn cái đó là họ không có cảm tình với mình đâu á ha, dù rằng mình không có ăn, kể cả mình có ăn cũng không nói là mình ăn.